Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh và chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt quả tang một đối tượng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hai bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp. Cụ thể, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 10, tổ công tác của các đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên phát hiện một người đàn ông đi xe máy di chuyển từ hướng cửa khẩu quốc tế Tây Trang về phía tổ công tác có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra những người đàn ông đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực bản Na 2, xã Pomlot, huyện Điện Biên thì khống chế người đàn ông để kiểm tra và phát hiện đối tượng cất giấu trong người một túi ni lông màu đen, có chứa hai bánh heroin và hai túi ni lông màu xanh bên trong có 400 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh và khai thác, đối tượng khai nhận là Lò Văn Nghiên, sinh năm 1979, trú tại bản Cang, xã Sa Mấn, huyện Điện Biên. Số ma túy trên nghiên vận chuyển thuê cho một người đàn ông chưa rõ danh tính từ xã Na Ư, huyện Điện Biên về nhà nghiên cất giấu và sẽ liên lạc phương thức vận chuyển tiếp thì được trả tiền công là 10 triệu đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, nghiên đi nhận ma túy và mang trở về thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.